Ok, vậy là mình đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên với cái cánh đan drop mới này, cánh gập. Thì theo mình cảm giác thì cánh này freestyle được nhưng mà không bạo lực được. Do cái cánh này có vẻ là đây là pick nhỏ, cánh này pick nhỏ sẽ phù hợp với những cái motor KV cao khoảng 2700-2750 KV. Còn nếu mà bạn nào bay KV thấp thì chắc chắn là sẽ không freestyle được. Cánh này nó nhỏ, pick nó nhỏ, tương đương với cánh khoảng tầm cánh 5143 hoặc là 5140 gì đấy. 5043 thì đúng không? Thì nó tương đương cánh pick 43 hoặc là 40 gì đó. Đó chỉ nhỏ vậy thôi. Còn cánh này phù hợp cho đối tượng là bay nhẹ nhàng, không quá bạo lực, freestyle vẫn ổn. Do nó có tính gọn gàng, do cái tính gọn gàng của nó, có thể gập vào gọn, lắp cánh mà như không lắp thì chúng ta có thể mang đi để đi du lịch rất là ổn. Nói chung là mình khá là hài lòng với cái cánh mới này của Dan. Khả năng nó sẽ là một cái hot trend của năm nay, xu hướng mới cho cánh FPV. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip sau. Xin chào, bye.